Những tình huống hài hước qua diễn xuất dí dỏm của các danh hài nổi tiếng, nhẹ nhàng và sâu sắc, hài hước mà chưa cay, phê phán những thói hư tật xấu, tất cả sẽ được thể hiện trong chương trình Cười từ nhà ra phố, sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn sau một tuần làm việc. Chương trình được phát sóng vào 21:10 chủ nhật hàng tuần trên kênh 2 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Viêm xoang đang làm bạn khốn khổ, có thông xoang tán, không lo viêm nữa.